Cũng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã kiến nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến hết ngày 22 tháng 4. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận định dù đã có những kết quả khả quan bước đầu, một số ổ dịch cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm trong thời gian 2 tuần cách ly xã hội đã giảm sâu so với 10 ngày trước đó. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Ông Mai Tiến Dũng nhận định việc đóng cửa các hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết trong thời gian cách ly xã hội đã khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động cao, một số doanh nghiệp phá sản. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ xem xét cho các cửa hàng hoạt động trở lại nhưng vẫn tuân thủ phòng dịch như là giới hạn số khách, khoảng cách tiếp xúc 2 mét. Các tỉnh có nguy cơ cao có thể tiếp tục cách ly xã hội nhưng giảm dần mức độ. Các trường học có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại sau ngày 11 tháng 5 nếu như số ca nhiễm được kiểm soát. Ông Mai Tiến Dũng đề xuất. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng kiến nghị áp dụng việc cách ly xã hội với các địa phương có nguy cơ cao nêu trên đến hết ngày 22 tháng 4. Và nội dung cuộc họp cũng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên kênh VTC1. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Còn cách đây ít phút, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phát đi thông báo khẩn đối với tất cả những người có mặt tại phòng tập gym Lucky Star có địa chỉ tại Đầm Và, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2020, đặc biệt vào các khung giờ từ 6h30 đến 8 giờ và từ 15 giờ đến 16h30, cần liên hệ ngay với các cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Nhắn tin tới số 8889, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế.